tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Thưa quý vị, hôm nay trên màn ảnh có hiện diện của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự, và Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, và đồng thời cũng có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Đồng Trí, Viện Chủ Chùa Viên Quang ở Ohio. Xin kính thỉnh quý Ngài gửi lời chào đến quý khán thính giả. Anh Di Đà Phật xin kính chào Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Điều Ngự và là Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng Điều hành kiêm Tổng Buôn Trưởng Tổng Buôn Giáo hội của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Xin kính chào Ngài Thích Đồng Trí, Viện Chủ Chùa Viên Quang, kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Đi và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình như đợt trước, chúng ta đã nói về năm cái căn bản để phát triển cái thiện, và qua cái đầu tiên đó là cái niềm tin của tất cả những người con Phật của chúng ta. Nhờ cái niềm tin đó nó mới phát triển tất cả các cái căn lành, và nhờ tất cả những cái căn lành đó nó làm cho chúng ta được an lạc, giải thoát tất cả các cái khổ đau. Như vậy thì cái căn thứ hai á, để nó làm cho phát triển tất cả các căn lành đó là cái sự tinh tấn, tức là nỗ lực của tất cả chúng ta. Thì như quý vị biết, trong cái cuộc sống của chúng ta mà một người nào đó không có nỗ lực thì chắc chắn nó không có bao giờ nó thành tựu từ cái nghề nghiệp, từ cái việc học hành, từ trên cái danh dự. Như vậy thì ở người đời họ nỗ lực tất cả các thứ, không, họ đắm chìm trong tất cả các thứ, nào là tài, sắc, danh, thực, thùy, hoặc chỉ là mắt thì chạy theo sắc, tai thì chạy theo ưa nghe tiếng, mũi thì ưa mùi thơm, miệng muốn ăn ngon, thân thì muốn nằm trên những cái nhung cao niệm ấm, rồi ý thì coi như là muốn ôm hết tất cả cái vũ trụ vào lòng. Còn ở đây cái sự phát triển ở đây nó khác hơn tất cả những cái người ở thế gian, đó là những cái thiện căn của cái sự tinh tấn thứ hai. Như vậy thì xin thỉnh Hòa Thượng để giải thích thêm về cái căn thứ hai này. Dạ. Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Thưa quý vị, trong cái chương trình Sống Đời Sống Phật trước đây thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị về cái căn đầu tiên của ngũ căn, đó là tính căn. Mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy là tính vi đạo nguyên công đức mẫu tăng trưởng nhất thiết chư thiện căn. Nhờ cái đức tin, đức tin được xem như là nguồn gốc, là mẹ để có thể sinh ra những cái công đức, có thể làm tăng trưởng những cái điều thiện. Và sau cái tính căn là tấn, tấn ở đây tức là tinh tấn. Và thường đó, trước chữ tinh tấn có một cái chữ luôn luôn gắn liền, đó là chánh tinh tấn, như là trong bát chánh đạo. Sở dĩ có chữ chánh là để tránh cái sự tà tinh tấn, cũng là siêng năng, nhưng mà siêng năng cho những cái canh bạc đỏ đen, siêng năng cho cái việc săn bắn, cho những cái thú vui mà nó đốt cháy thì giờ cũng như là năng lực và điều kiện sức khỏe của mình. Những người say đắm mà miệt mài, miệt mài còn hơn là tu tập nữa, cho nên cuối cùng là phá sản những đối với bản thân, về vấn đề sức khỏe, về vấn đề tâm trí, mà gia đình rồi nó lại có một cái sự ảnh hưởng dây chuyền đến xã hội, nhân loại. Thì đây là một cái điều hết sức là quan trọng mà
trong hầu hết những cái bộ luận lớn các cái vị tổ sư đã đặc biệt nhấn mạnh rằng là toán, tức là tinh toán, là cái chìa khóa để đưa dẫn đến những cái thành tựu tối thượng, đó là chứng được quả vị vô thường, chánh đẳng, chánh giác, nói một cách gọn là quả vị Phật. Nếu mà thiếu cái yếu tố tinh toán thì chúng ta không thể thành tựu được những gì mà chúng ta đang hành trì. Do vậy mà cái sự chánh tinh tấn, sự tinh tấn của chúng ta được xem như là cái nền tảng để đưa dẫn đến chẳng những cái kết quả mà từ đó đó nó mang lại cái sự giải thoát an lạc cho bản thân, mà còn mang lại sự an lạc với giải thoát cho tất cả muôn loài chúng sinh. Do vậy mà qua cái lời dạy này thì mỗi một chúng ta khi đã tin Phật, hiểu được những gì Đức Phật dạy, phải tinh tấn hành trì. Bởi vì tin không chưa đủ, hiểu không chưa đủ, mà phải nỗ lực tu tập. Chỉ bằng với cái sự nỗ lực tu tập, với cái sự hiểu biết và với cái đức tin, để chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống cho một cái sự thành tựu lớn lao. Mà ở đó chúng ta biết là nó mang lại cái lợi ích cũng thế lâu dài cho số đông. Xin đại xin nhường lời lại cho A Di Đà Phật. Xin thỉnh thượng tọa đồng trí. Dạ, về cái hạnh tinh tấn á, nó rất là quan trọng ở trong, ở ngoài đời thì nó đã quan trọng để mà thành tựu sự nghiệp, cho dù là kỹ sư, bác sĩ hay là các sinh viên, người ta mài nghiên bút ở trên học đường hay là các dân trong doanh nghiệp đó. Nhưng mà người tu là quan trọng hơn nữa, bởi vì nghiệp chướng chúng ta quá nhiều, làm sao để mình tiêu trừ, bởi vì làm sao để mình phát triển được cái trí tuệ, làm sao để mình ra khỏi luân hồi sinh tử để giải thoát giác ngộ, và làm sao để độ thoát tất cả chúng sanh. Cái công việc nó lớn lao và nó nhiều đó, mà nếu không có tinh tấn thì làm sao có thể thành tựu được. Nhất là ở trong cái kiếp sống, cái thọ mạng, cái thời gian, cái sức khỏe của chúng ta nó luôn có giới hạn, mà những cái tâm nguyện chúng ta thì nó vô hạn, như là ở trong cái tứ hành thệ nguyện vậy. Trong cái thời kỳ, cái giới hạn đó mà chúng ta vươn tới cái vô hạn thì trước hết là phải nhờ cái tinh tấn cái đã. Để thì đạo Phật có tiếng giải hạnh chứng hoặc là tiếng thọ phụng hành, chúng ta dù là làm học giả nhưng mà trên hết là phải làm hành giả đó. Phật dạy chúng ta là học là phải có hành đó. Học tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu là cái để đựng sách. Thì hành ở đây không phải là hành hạ đầy đọa gì, nhưng mà phải Như Lai là một người thầy chỉ đường. Thì chính bản thân của Bồ Tát Tất Đạt Đa đấy, cả xéo năm ở ngày hành đạo rất là khổ, hay là thậm chí là tu khổ hạnh, là ăn một hạt mè vào mỗi ngày, là có khi là nhịn uống, nhịn thở. Ở chúng ta tới khổ hạnh lâm mà nhìn thấy cái hình dáng, cái thân thể mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài, mà đến khi tiêu tụy còn da bọc xương và sắp chết như vậy, thì Ngài đã tinh tấn một cách tối đa. Mà chính những cái kiếp chót đó mà vô lượng vô biên, Nayatha Atanki kiếp, Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã trải xương, trải thịt ra ở khắp các tam thiên đại thiên thế giới để mà tu cái hạnh Bồ Tát cho tới khi thành tựu. Thì nhìn cái tấm gương như vậy, bây giờ mình đã có sẵn cái con đường rồi, có sẵn cái giáo pháp rồi, có sẵn cái phương pháp rồi. Người ta khi mà các ngài đi tìm đường mới khó chứ, giống như ở trong cái động này làm sao mà nó nhốt kín cái trời vậy, làm sao tìm được một lối ra, lấy tay chọt cái lỗ này, chọt cái lỗ kia, chọt mặt bay nó trống được cái lỗ để mà chung ra ngoài. Bây giờ mình có cái đường thoát rồi, chỉ cần theo cái con đường thoát đó đi ra có bao nhiêu vậy à, mà mình không chịu nữa thì làm sao mà được. Thành thử là mình nhớ ơn Phật Tổ là mình phải hành trì. Do đó trong nhà thiền có cái câu vậy là: mỗi ngày đã qua, mạng sống cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có ích gì.
đại chúng phải nên siêng năng tinh tấn như cứu ngọn lửa cháy đầu, mà thường nhớ nghĩ đến cơn vô thường, cẩn thận dè dặt chớ có buông lung. Vì ở đây ví dụ chúng ta nhìn hình ảnh có nhì vị hòa thượng là tôi trẻ hơn các vị hòa thượng cả 10 tuổi mà chạy theo cũng phải dùng hết sức lực để chạy theo thứ vài ngày mà thấy nó ráng là đó, đó. Thì nào là việc phải đi hóa duyên, cầu an cầu siêu theo nhu cầu Phật tử, nào là xếp đặt việc chùa, nào là giảng pháp ở trên TV, nào là giảng pháp ở trên điện, nào là tiếp khách, nào là viết sách, nào là xử lý việc tăng đoàn, nào là họp hành hội thảo với các phân ban, các trường lớp thế giới. Cái công việc nó quá nhiều, nhưng mà cái điều quan trọng là do cái tấm lòng, cái tâm bi của mình nó đủ lớn, cái tâm từ bi nó đủ lớn, do cái hạnh nguyện mình nó đủ lớn, do mình khéo organize. Chúng ta thấy cái lịch hoạt động của một Đức Phật đó, Đức Phật Thích Ca là từ cái giờ 3 giờ sáng, 2-3 giờ sáng kéo dài cho tới 10 giờ đêm đó, là cái lịch của Ngài kính đầy đủ, Ngài chỉ nghỉ 3-4 tiếng đồng hồ, mà do là Ngài là đấng đại giác. Thì chúng ta cũng vậy, cái đời người không phải quý là sống bao nhiêu tuổi, mà cái đời người quý là không phải là how long you live, but how you live, mà sống như thế nào. Mình đã tận dụng những năm tháng, những ngày giờ có hiện hữu được trong cuộc đời này, những cái năm tháng ngày giờ đó mình đã sử dụng làm sao, mình sống thế nào, mình làm được những gì cho cái việc mà tu tập của mình và mang lại lợi lạc, tự độ độ tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Di Giáo, Ngài nhắc nhở là đầu canh cũng phải siêng năng hành trì, giữa canh ban đêm cũng phải siêng năng hành trì, mà cuối canh cũng phải siêng năng tĩnh tọa tu tập hành trì. Và ở thế gian này là vô thường, là bất chí, cho nên là hãy tinh tấn lên để giải thoát. Thì những lời đó canh cánh bên tai, chúng ta có rất là nhiều việc để làm, không phải là rảnh rỗi, không phải là dư chuyện ha, không phải là dư hơi. Cho nên chúng ta hãy dồn tất cả cái thời gian, cái năng lực, cái sức lực của mình vào việc học pháp, trao đổi suy tư, hiểu pháp, rồi hành trì chánh pháp, thâm nhập được vào giáo pháp, rồi lan tỏa cái chánh pháp đến những cái chúng sanh, những người có duyên với mình. Thì cái công việc nó rất là nhiều, cho nên là đòi hỏi mọi hành giả chúng ta không còn cách nào khác là hãy vững chãi, thảnh thơi, tinh tấn và an lạc ở trong từng bước chân ở trong chánh pháp, thì mới có cái sự quý giá, cái sự hiện hữu của cái thân nhân tăng năng đắc Phật pháp năng tăng này. Thì Đức Phật cảm ơn tọa. Thưa quý vị, như quý vị đang nghe thượng cũng như là tọa đã chia sẻ cái căn thứ hai. Bởi vì chúng ta nỗ lực, mà chúng ta nỗ lực không có liên tục đó, thì giống như một người kéo lửa. Quý vị biết là ngày xưa kia không có gas, không có đá lửa bật như bây giờ. Họ muốn có một cái lửa thì họ dùng một cục bùi nhùi để trên cây. Họ kéo rất là nhiều cái thời gian như vậy thì bắt đầu nó nóng lên và nó nguống lên, thì họ mới lấy lửa được. Thì ở đây chúng ta muốn dứt trừ tất cả các cái sự khổ đau thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn. Đây tức là cố gắng của cái sự hành trì của tất cả chúng ta. Vậy thì nó gồm có hai phương diện, một cái phương diện về thân và một cái phương diện về tâm. Cái tâm nó nghĩa là nỗ lực liên tục, chứ đừng có từ nan bất cả cái gì cả. Còn cái thân nghĩa là bắt đầu thực hành. Ví dụ người niệm Phật thì miệng cũng phải niệm Phật mỗi một ngày bao nhiêu, người tỏa thiền thì cũng phải tỏa thiền, giữ tâm nó thanh tịnh bao nhiêu, người trì chú thì cũng phải luôn luôn nghĩa là trì chú như vậy, đừng có để nó sao lãng, chứ không phải là tôi đã làm mấy tháng rồi, mấy năm rồi, rồi thôi tôi không làm nữa. Thì như vậy thì giống như kéo lửa nó sẽ nguội đi. Chúng ta không có nên chần chờ mà hãy bắt tay vào, chứ đừng có đổ thừa vì cái lý do này, vì cái lý do khác. Thì thưa quý vị, giống như có một cái câu chuyện, hai cái vị sư ở trong một cái ngôi chùa. Thưa quý vị, nó thì dự định là đi từ phương Bắc đi xuống phương Nam nếu có việc gì đó, học hành hay là làm một cái việc gì đó. Thì hai vị cũng dự định đi, thì cái vị kia ra bắt tay, nghĩa là đi ngay. Vào ngày hôm sau á, thì ông ta đã đi ngay.
Còn cái vị kia thì nó bây giờ tôi đương thiếu giày nè, tôi đương thiếu nón nè, tôi đương thiếu dù nè, tôi đương thiếu gậy nè, tôi đương thiếu chuẩn bị thức ăn nè, tôi chuẩn bị cái này cái khác. Và như vậy thì hơn cả mấy tháng trời ông ta vẫn chuẩn bị chưa đủ. Thì lúc bây giờ cái vị kia đã về rồi, thì ông thầy nói rằng là tất cả các thứ dầu mua có để đó cả phòng đi nữa thì không có thực hành được, không có bắt đầu cho cái việc một cái bước đi đầu tiên thì không bao giờ nó thành tựu cả. Cho nên thưa quý vị, cái vấn đề tinh tấn nó rất là cần yếu đối với tất cả chúng ta, cái sự nỗ lực của chúng ta cả về thân và cả về tâm. Chứ chúng ta gắn cái thân mình làm việc này việc nọ, nhưng mà cái tâm chúng ta không có để vào, không có nỗ lực vào, thì chắc chắn rằng cái việc đó nó không có thành tựu, bởi vì nó làm chỉ làm cho nó có qua mà thôi. Cho nên cái sự nỗ lực của chúng ta hết sức quan trọng, thưa quý vị, đó là cái điều mà cần yếu. Vậy thì trước tiên thì xin thỉnh Hòa Thượng thử bây giờ chúng ta nỗ lực làm cái điều gì trước tiên trong cái cuộc sống của những người Phật tử cũng như những người tu sĩ, thưa Hòa Thượng. Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Hòa Thượng cũng như là Ngài đã có những cái chia sẻ hết sức là thiết thực. Thì qua cái câu hỏi đó, mình nỗ lực, và với cái sự nỗ lực đó thì cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến đó là gì? Thì trước hết là chúng ta phải có một cái mục tiêu. Nếu mà đời người mà không có một cái mục tiêu tối hậu thì mình sẽ không biết làm sao để mà thành tựu được cái mục tiêu. Cho nên cái điểm quan trọng là phải có được cái mục tiêu rõ ràng, phải có một cái định hướng, phải có một cái cứu cánh tối hậu. Rồi làm thế nào để đạt được cái cứu cánh tối hậu đó? Cho nên phải có một cái, ở ngoài đời nó là trước hết là phải đặt ra một cái chiến lược. Mà chiến lược nó hoàn toàn khác với kế hoạch, nó cũng khác với chiến thuật. Với cái chiến lược như vậy, bằng cái chiến thuật nào, bằng cái kế hoạch nào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu chiến lược đó? Thế ở trong Đạo Phật, trước hết là mình phải có một cái cứu cánh tối hậu. Cứu cánh tối hậu đó là giải thoát, là giác ngộ. Mà thường chúng ta thường nghe nói là giải thoát, giác ngộ, nhưng mà phải đặt lại cái thứ tự, phải giác ngộ trước thì mới giải thoát sau. Còn nếu mà chưa giác ngộ thì không thể giải thoát được, bởi vì vô minh thì làm sao mà có cái sự giải thoát an nhiên tự tại. Cho nên giác ngộ trước, giải thoát an lạc sau, đó là cái thứ tự của cái cách mà chúng ta có thể hiểu. Trước hết là mình muốn, mình phải hướng đến một cái mục tiêu đấu hậu của mình, đó là muốn chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Mà chỉ có thể chấm dứt hoàn toàn khổ đau khi nào chúng ta giác ngộ, từ đó chúng ta mới giải thoát tất cả khổ đau. Thực ra phải có. Mà làm thế nào để có thể thành tựu cái mục tiêu đó? Thì trong giáo pháp Tứ Thánh Đế hay Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã khai thị bằng cái cuốn đường trung đạo, đó là bát chánh đạo. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà trước đó, ở hai cái vế đầu, hai cái sự thật về khổ và nguồn gốc của khổ là thế gian, và sau đó là nhân và quả của súc thế gian, thì phải bám sát cái câu hỏi mới được, chứ không chúng tôi sẽ bị lạc đấy. Tức là người Phật tử tinh tấn cái gì? Tinh tấn thứ nhất là học hỏi giáo pháp của Đức Phật, thứ hai là hành trì những giáo pháp đó, những lời dạy của Đức Phật. Mà những lời dạy của Đức Phật thì nhiều lắm, mà cô kết có ba việc: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, chớ làm những cái điều ác, phải nỗ lực thành tựu những cái hành lành, và thứ ba là
thanh tịnh hóa tâm thức của mình. Thanh tịnh hóa tâm thức của mình bằng những cái phương pháp nào, pháp môn nào thì còn nhiều chuyện lắm. Cho nên xin để nhường lời lại rồi chúng tôi sẽ có dịp chia sẻ thêm. Dạ. Thỉnh thượng tọa đồng trí, như vậy nếu một người nào đó mà nỗ lực tinh tấn á, thì nó sẽ đạt được những cái kết quả như nào? Dạ, thì một số phương diện tinh tấn và cái kết quả của tinh tấn, như là thượng chủ tịch tiền đoàn đã nói là người Phật tử là phải học pháp, rồi hiểu pháp, rồi hành pháp, rồi mình lan tỏa cái chánh pháp mình đối với cái gia đình của mình. Chỉ nói vậy chứ mà dạy những đứa con mà nó hiểu đạo rồi, nó biết đi chùa, nó trở thành người tốt, người Phật tử kế thừa tốt cũng khó lắm, cho cả một cái công trình 18-20 năm chứ phải dễ không? Rồi lan tỏa cái chánh pháp mình đến với những người thân bạn quyến thuộc, hay là đến với những người ở trong xã hội, ở công sở. Hay là người Phật tử phải có bốn phận để mà hộ trì cho Tam Bảo, cho chùa chiền, cho quý thầy, cho yên kinh ăn tống, rồi chư tăng nữa. Thì người mà xuất gia thì phải nghiên cứu, phải đào sâu, phải suy tư, phải thiền định, phải hành trì, phải có nhiều kinh nghiệm, phải xây dựng tăng đoàn ở Hoa Kỳ mình, phải kiến thiết, phải xây dựng chùa chiền, phải quản lý tự viện, phải xây dựng tăng đoàn, phải tích cực hành pháp và phải tham gia các chương trình xã hội, vân vân. Bây giờ nếu mà để thành tựu đó thì nó có hai mặt, nó có ba mặt. Một mặt là thành tựu cho bản thân mình, cái thứ hai là thành tựu cho gia đình, cho đoàn thể, cho xã hội, và cái thứ ba là thành tựu về mặt tôn giáo tâm linh, tức là thành tựu về mặt siêu xuất thế gian. Thì thành tựu bản thân á, nếu mà mình tinh tấn như các hòa thượng nói là cho dù mình niệm Phật cũng phải niệm sao chứ, niệm người ta niệm đến tổ nhất tâm bất loạn, mình niệm ngày mình niệm chưa được hai giây chuỗi mà mình đã nghĩ mình chứng đắc rồi thì làm sao được. Hay là lễ sám mình lễ 108 lạy mình thấy dài quá, mình lạy mệt quá, người ta lạy cũng bất ngủ bất danh, hay là vạn Phật kia mà chưa mệt nữa. Hay là các vị sư Tây Tạng lạy mòn tám quán mà chưa có than mệt nữa. Thì thành thử là cái điều đầu tiên là mình tinh tấn thì mình lợi ích cho mình, trí tuệ mở khai, hiểu chánh pháp nhiều hơn, và cái chất liệu Phật pháp nó khiến cho mình vững chãi, thảnh thơi, an lạc, giải thoát, hạnh phúc nhiều hơn. Không phải là bớt khổ đau, bớt phiền não, được hạnh phúc, được vững chãi, được thảnh thơi, được thêm đạo lực. Đó là cá nhân mình. À, cái sự thông tuệ và cái đạo lực và cái sự giải thoát an lạc rồi á, thì hiển nhiên là những người xung quanh mình á, hữu xạ tự nhiên hương nó lan tỏa cái chất liệu đấy, và những người khác cũng học hỏi bản thân mình. À, cha mẹ làm gương thì con cái nó cũng nên theo như thế, để cho mình, cho gia đình, cho xã hội. À, hay là người tu sĩ thì nó lợi ích cho cái tăng đoàn, cho những người ở trong từ viện, à, và cho cả tăng đoàn. Và hơn nữa thì Phật pháp nó sẽ lan truyền khắp mọi nơi, chánh pháp được duy trì. Mà điều quan trọng là cuối cùng là mình đạt tới tứ thánh quả, hoặc là A La Hán, hoặc là Bồ Tát, hoặc là quá vị Phật siêu xuất thế gian. Thì nó có phương diện cá nhân, đoàn thể và siêu xuất thế gian. Dạ, Di Đà Phật xin cảm ơn tọa và cảm ơn hòa thượng. Như cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và quý vị có muốn đóng góp cho chương trình cũng như có cái thắc mắc nào, xin quý vị gọi vào những số điện thoại đã hiển thị trên màn hình. Kính chúc quý vị được vô lượng an khương, thân tâm thường lạc. Tuy khác màu nhưng một tôn sáng.